Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Tìm hiểu sử dụng cái niềng cầm và những điều lưu ý cực kỳ cần thiết. Với cái niềng cầm và trọng lượng nhẹ giúp cho sèn dễ dàng hơn trên nhiều địa hình. Với những ưu điểm nổi bật thì khi dùng cho mình cái niềng cầm, anh em cần phải lưu ý hai cái điểm ngay bên dưới đây. Cái kiểm tra và căng lại cầm xe. Thường xuyên kiểm tra cái độ căng của cầm. Khác với cái niềng đúc thì sử dụng cho mình cái niềng cầm, anh em cần phải kiểm tra điều chỉnh là cái độ căng của cầm sau một thời gian dài sử dụng. Cho tác động của trọng lượng cũng như xe lao qua những ổ gà ở trên đường sẽ làm cho cái cầm bị giãn ra, không đồng đều nhau. Nếu không được tăng chỉnh lại, những cái cầm quá căng sẽ dễ bị gãy. Cái cảm giác bánh xe bị chao đảo khi chạy và khó điều khiển. Theo kinh nghiệm riêng của mình thì cứ khoảng là 5.000 km sử dụng xe, anh em nên kiểm tra và tăng cầm lại ngay nếu khi cần thiết. Điều chỉnh là phải đảm bảo những cây cầm đều có lực căng đồng đều để tránh tình trạng bị đứt gãy khi đeo hoạt động. Thay thế cầm sau một khoảng thời gian dài sử dụng. Như mình cũng đã nói ở bên trên, cầm xe bị giãn ra theo thời gian sử dụng. Và đến một thời điểm nào đó, những cây cầm sẽ không còn đảm bảo được độ an toàn cho xe nữa. Những cây cầm còn bị reset nếu đã dùng quá lâu và buộc anh em phải thay thế. Những dấu hiệu cho thấy anh em cần phải thay một cái bộ cầm xe mới là: xuất hiện reset, cái cầm nhanh giãn mặc dù mới được điều chỉnh lại, đã có những cái cây cầm bị giãn, cầm bị cong vên. Nếu như có những cái dấu hiệu kể trên thì tốt nhất anh em nên thay ngay cái bộ cầm xe mới. Cầm quá lâu ngày không dùng được, thay thế sẽ dễ dẫn đến những hỏng khi đang sử dụng, đặc biệt là lúc chở nặng hoặc xe chạy đi tốc độ cao. Một cái bộ cầm chỉ có mức giá là vài trăm ngàn đồng. Đừng tiếc ít tiền mà làm cho mình gặp những cái tình huống nguy hiểm khi sử dụng xe. Lợi thế từ việc sử dụng bánh cầm anh em đều biết. Chỉ cần quan tâm những điều mình vừa chia sẻ ở bên trên là có thể yên tâm sử dụng một cái chiếc xe cương được rồi. X-Factor 110 độ cơ bắp với một bộ gấp thừa hưởng từ con của vật nhà Ducati. Cho đến thời điểm hiện tại, việc độ một cái dàn chừng của những cái bộ gấp phần cơ lớn lên X-Factor 110 đã trở thành một trào lưu là kỳ hot trong giới chia xe đặc biệt. Mỗi bản độ đều mang những cái nét hầm hố riêng dẫn chứng điều đó. Chúng ta hãy cùng xem qua cái chiếc X-Factor 110 độ chỉ bên dưới đây, đến từ Baker ở Thanh Hóa. Xem qua tổng thể thấy con chiến mã đã trở nên hung tợn hơn, mạnh mẽ hơn. Với cái dịch áo rơm tái hiện những cái chú cá mập với hàm răng sắc bén mà chúng ta thấy trên rất nhiều mẫu xe độ tương tự. Tông màu chính của bộ áo này chính là cái gam màu đen xanh. Bên trong cái đèn được đột cái gương cầu đi cùng chiếc cái vòng thiên thần cho ánh sáng mạnh hơn, rực rỡ khi về đêm. Phần đầu ngầu hơn với ốp não NVX, hai đứa lái lắp đầy khoảng trống, tay thắng, tay con, CNC carbon với núm chỉnh chỉ đầu đạn, đi cùng với kính gục CNC. Ánh mắt đờ mi lướt có vẻ là ngầu hơn rất nhiều khi so với đờ mi sim. Nếu như cái chiếc X-Factor Gym thì vị trí giảm sóc thật sự là chưa làm hài lòng anh em chơi xe. Nay được nâng cấp lên từ đối thủ là chiếc Quinn 110 để cải thiện sự chơi máy. Chân chân cơ bắp mâm Agro cái bản là 3.0 ở trước, chạy phía sau là 4.5. Kích thước này đã được lên cái lớp kích thước lớn hơn. Ở dụng cho mình ấp đầu trong suốt giúp chúng ta dễ dàng quan sát hoạt động bên trong bộ nồi, cũng rất là thú vị. Cái bộ số gãy con xe này đang sử dụng trên mình tính từ cái chiếc Yamaha R3, giúp sang số rà phanh linh hoạt hơn rất nhiều. Cái giảm sóc sau là của XR, cái mẫu dành cho Quinn 110 với cái chân cục là cao hơn nhiều so với cái cục đột chơi dành cho X-Factor 110. Phía sau là một trong những cái tuyệt phẩm bởi cái sự hầm hố cứng cáp mạnh mẽ, được bộc lộ hoàn toàn qua cái cấp của KTM, cái mẫu của chiếc phần lớn áo. Để gắn hoàn chỉnh lên cái chiếc X-Factor 110 đòi hỏi phải gia công rất nhiều, nhất là việc đo đạt kinh chỉnh là cái sự chính xác rất cao để bánh được nhẹ nhất có thể. Ống sạc SC Rosette đi cùng với cổ Titan cực đẹp trong từng khúc nối. Âm thanh trầm ấm hơn khi người chủ đã trang bị thêm bộ hơi. Biển số được ốp gầm tự như phần cơ lớn, người chủ đội dáng cùng với vật hầm hổ của mình.
cảm ơn các bạn theo dõi clip này. Để tiếp nhớ like, subscribe.